rạp chiếu phim quốc gia những ngày này, lượng khán giả đến xem đã đông hơn. Theo ghi nhận, phần lớn người dân đã tự ý thức phòng dịch cho bản thân và cộng đồng bằng việc tuân thủ quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Để đảm bảo hoạt động xuyên suốt và lâu dài, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã bố trí nhân lực và thiết bị phòng dịch ngay từ cổng vào. Nhân viên bảo vệ ứng trực tại đây đã nhắc nhở khán giả tuân thủ công tác phòng dịch cũng như sẵn sàng hỗ trợ khai báo y tế theo quy định. Đặc biệt, trung tâm khuyến khích khán giả đặt vé xem phim trực tuyến và chỉ sử dụng 50% công suất phòng chiếu. Đối với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thì cái công tác phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi có máy đo thân nhiệt tự động, có xịt khuẩn, rồi có coi như là yêu cầu quét mã QR code, xếp hàng thì phải đứng giãn cách. Và đặc biệt 100% là khán giả phải đeo khẩu trang khi mà vào đến cái khu vực sảnh cũng như vào phòng chiếu. Và trong phòng chiếu thì chúng tôi chỉ duy trì khai thác 50% số ghế, nghĩa là vẫn ngồi giãn cách. Còn tại nhà hát Tuổi Trẻ, bên cạnh việc triển khai đo thân nhiệt, sát khuẩn và quét mã QR vốn đã được thực hiện từ những ngày đầu bùng dịch, nhà hát còn sắp xếp bố trí các cụm ghế trong rạp để đảm bảo giãn cách giữa các nhóm khán giả. Những ngày đầu trình làng trở lại với vở kịch đầu tiên Cái Ao Làng, nhà hát quyết định chỉ đặt mục tiêu hoạt động 30% công suất. Việc nới lỏng công suất hoạt động sẽ được điều chỉnh lại tùy thuộc vào diễn biến của dịch. Chúng tôi luôn luôn chủ động hoặc là ngay ở trong khán phòng, chúng tôi chia các cái ghế ra, không để cho các nhóm khán giả ngồi cạnh nhau. Đấy, thì ngay từ khâu bán vé chúng tôi đã chuẩn bị sẵn như vậy rồi. Thì nó sẽ giúp cho cái việc là các cái cụm không bị quá lớn về khán giả ở trong khán phòng. Trong cái thời điểm đầu thì chúng tôi dự kiến khoảng 30% thôi. Thế xong dần dần khi mà dịch bệnh nó được khống chế tốt hơn nữa, khi các cái con số của các ngày nó không bị báo tăng lên, thì chúng tôi có thể nới thêm, có thể 5%, 6% công suất giảm. Trong cái tình hình hiện nay, khi người dân Hà Nội ai cũng có ý thức về phòng chống dịch, mỗi gia đình đã có ý thức về phòng chống dịch để giữ sức khỏe cho mình, cho cộng đồng, thì cái việc mà đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xem phim cùng với cái sự hỗ trợ với cái phòng chống dịch của trung tâm thì tôi tin rằng cái việc mà thưởng thức tác phẩm điện ảnh của khán giả khi đến trung tâm sẽ được an toàn. Theo nhận định chung, với kinh nghiệm 4 lần bùng dịch, người dân đã có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân. Bên cạnh đó, với sự chuẩn bị phòng dịch chu đáo từ các cơ sở hoạt động biểu diễn nghệ thuật, khán giả thủ đô có thể an tâm đến để thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật.